một phút đi đáy của Henry, một phút uống nước, uống bí đao, uống cái này vô là huấn luyện viên mình hay lắm, tăng tăng gấp đôi canxi. Ông nội kia ông đang xem GAV thấy thông báo kìa. Ông xem thì ông xem đi, ông bật hai tab ông xem, tôi đâu cấm ông xem đâu. Vô xem GAV nghe tiếng chưa liên minh về lắm, đánh má nó đánh là tem bạn là ra là nhiều giết hết nhiều luôn đó, nói thiệt. Mấy ông vừa cho liên minh là mấy ông bật thêm cái nhạc Rain the Mix á, mấy ông bật cái bài nhạc Rain the Mix á, vô đánh về lắm, đánh là cưng tem bạn cả tem mình luôn. Giết hết. Sao hôm nay ông không stream Facebook mà tôi lười stream Facebook quá. Phe thông thạo một cái nè, cho tôi biết Yasuo này là quánh là phải là cùng cung trước. Ta ba thằng nó giết ba thằng luôn. Nhạc nào anh bật đi. Ông cứ vô YouTube ông bấm vô Rain the Mix. Ông bấm vô cái bài Rain the Mix là nó ra. Chứ tôi chỉ làm gì. Hai trăm k sub like có 330 người xem ở đây, 33k một k hai. Kênh nào vậy, kênh nào mà 200k sub mà có 30 người xem là sao, lắc à? Làm sao mà 200.000 người đăng ký mà có 30 người xem không? Ít nhất cũng phải tầm 1.000 trở lên chứ, đúng không? Kênh tôi có 33.000 à, mà là cũng được 1k trở lên này. Kênh đóng 200.000 rồi. Ông có lộn không vậy? Biến hình đi, biến hình hoài à. Giờ không có biến hình nữa. Giờ là bú cu đại pháp. Sấp ảo. Ôm cái sấp ảo nè. YouTube mà có sắp ảo nè, giờ tôi mới biết luôn á. Tôi tưởng nào chỉ có bình thoát thôi chứ. Giỡn hả mày? Có khi là mấy ông đó ông đăng ký xong ông đăng ký vô có xong ông không xem á. Tôi chỉ sợ mấy cái trang mà sub nhiều á, là người ta dạng như người ta đi ngang qua, người ta lại, người ta sub game cái xong người ta không xem nữa, thành ra ít người xem đúng không? Kênh của Tích Bi tương tác ít hơn 100k sub mà view bằng cỡ 1/10 anh. Ui vãi ra đái. Thua. Ít thế nhờ. Tôi cũng chả biết tại sao. Tôi thấy có nhiều cái kênh có 20.000 sub mà được xem nhiều lắm nha. Sao muốn sao? Mày hả bưởi? Né đi, trời ơi, né đi cho 500.000. Với tăng E trước mới ghê chứ, giả mang con chim én thì. Nhỏ đó thì stream gì, Mitty còn có người xem. Mitty hay mà, Mitty chơi liên minh cũng hay mà. Chứ lại nói chuyện khi có duyên thì người ta xem. Ông Tích Bi, hình như Tích Bi, bạn Tích Bi là người yêu Tích đúng không ta? Tôi thấy quen, nghe quen. Pha tuần 2 đây, cho mấy ông xem. Rồi
cái kiếm nó ngắn vai đái luôn. Đâm gì mà không trúng. Em muốn hay vậy. Tôi bạn tôi thích xem ông giống tôi là sao? Tôi bạn thích hả? Ông bà bạn thích hả? Đâu mất người ta con gái người ta quấn hay rồi không? Không được chê. Con gái mà quấn đánh liên minh mà đánh lên được bạch kim hay gì cũng ghê rồi mà. Đùa, nhiều ông ở đang đồng đòn lên không nổi đó, giỡn. Lỗi game rồi. Đù. Sao trụ bắn xa chứ người ta? Cái trụ nó bắn xa, nó lưỡi nó dài hơn tôi nữa. Đổ mía nè. Cái trụ lờ này. À, tại mình ngu quá chứ, đúng rồi, chuẩn, ông nghe nó đúng, do mình ngu. Ờ, con này không chết luôn kìa. Chặn từng gió trụ luôn là biết rồi. Đích gia xua ở đây rồi chứ đâu. Đó, chặn từng gió trụ là biết chơi à. Tham. Đó, đây nè. Hồ thể ở đây. Trời ơi. Thấy chưa, mình cần gì phải tham. Mình đâu cần phải tham đâu. Mình đợi, chờ thời cơ. Tất cả nó chỉ là thứ âm mưu của tôi thôi. Một vớt kịch thôi. Mình đuổi nó làm gì cho mệt đúng không? Ôi má, mình cứ đợi chuối nó ra tự miệng mình ăn thôi. Cho tụi nó đuổi nhau đi ha. Không kiểu như chó làm người hưởng vậy đó. Đâu cần phải đuổi bạn chi, đuổi bạn mệt lắm. Đuổi trong khi mình chết ngược, gọi người ta gọi là tham. Tham là thăm.
Không, pha bằng thời gian không? Nói gần gì phải đánh lộn nó. Nè, nét bị tiêu trong xem nè. Oh, trời ơi. Ôi ơi, mù mắt tôi rồi. Tôi vô mà làm một pha gì vậy? Không thấy gì không? Không thấy gì hết nha. Mấy ông đừng thấy gì hết trơn nha. Coi như là dạng như là biểu diễn thôi, chứ không thấy gì hết trơn hết á. Má mù mắt thiệt. Ôi, tường gió kìa. Ôi trời. Ôi. Cái thằng Lét Yasuo ở đây à. Ôi, anh đi. Trời ơi. Thôi thua rồi. Thua rồi. Trời ơi. Trời ơi. Má phải thông thạo cái này. Má. Ôi giời ơi, trời ơi. Mày em heo gì đi. Siêu tử dòng cường, siêu nhân đỏ. Má nó. Tụi phải biến chào lên. Phải đeo khẩu trang rồi vô, đổi nón rồi vô. Đúng chức nhà sát thủ luôn á. Nói gì đây. Đúng là uống bi đào vô, tăng gấp đôi Genshi, đánh kinh vãi cái đáy. À, không vỗ tay nữa, quýnh vậy phải vỗ tay. Ôi, anh ti của tôi chưa có anh ti hả? Ờ, trời ơi tuổi luôn. Chấp anh ti luôn, ok, ok my fat. Hello my fat. Lên, lên cứu bạn đi ven. Bạn Neven đang bị hả thằng từ chối đàn bà nó hả nó liếm liếm. Ủa từ chối đàn bà bên tôi hả? Rồi Lee Sin rồi, đứng đây cam không nội? Không cam ai? Tôi đây nè. Xong sưng nẹ méo về rồi. Trời ơi nó còn đi. Ồ, ông đi ven, ông để tôi chết kìa. Ông tính để cho tôi chết kìa, ông ăn mạng kìa. Đâu có được. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Ramit hả, hiếp dâm tập thể coi. Đây là một pha gọi là hả BK đỉnh cao nè, hết máu rồi. Chấp vét anh ti luôn. Anh ti vô. Ủa? Nó đâu vậy? Nội này ông ra ông tham của mình ghê chứ. Trời ơi, trời nét đi tiêu liền. Ô xanh. Ồ chết lên gì đây? Vậy lên da luôn rồi, chứ. À.
anh ấy sợ chết, anh ấy là cái nhà đánh gia. Anh em nào cày thuê bóc Facebook bên dưới nha. Còn đang xem bên YouTube thì subscribe với lại like kênh Tương Phát. Không tới 2 giây đâu. 20 không làm sao được, ông tôi chết một mạng rồi kìa. Ông cho nữa à. Cho mút cua giờ đó. Xong, sân này em hả? Trời ơi. Thắt. Ông chạy ở đâu? Giờ tôi không tốt biến luôn á. Tôi chấp ông Minty luôn á. Giờ ông chạy đâu? Ông nhớ ông chạy được không? Ông nhớ ông chạy được không? Ủa sao ông chạy lẹ dữ vậy ta? Má, thiệt chứ mình sai rồi. Ôi dồi ôi. Chạy lẹ quá. Gì đây? Trời ơi gì vậy? Gì chưa làm gì đâu biết hết trơn rồi ông nội. Ôi đây chuối đây nè. Ôi. Ôi giời ơi, trời ơi. Trời ơi. Tao gấp hết. Một mình tao chấp hết. Cho tay. Trời ơi. Không biết chuyển chứ chân. Muốn chết mẹ em hả? Cho tay. Quẩy lên. Không biết chuyển gì hết trơn. Mấy ông không biết diễn gì hết trơn hết á. Người ta quánh hay với vỗ tay để gọi là mình gấp vui chứ không? Gọi là người ta. Mấy ông có đóng phim không? Mấy ông đi đóng bộ phim anh Người Chồng Bất Lực không? Hay là Anh Thật Sự Ấm Đức May Mắn không? Mấy ông đi đóng bộ phim đó mấy ông sẽ biết diễn như thế nào. Mấy ông phải vô tựa đề là phải 1, 2, 3 diễn. Không có được thì cắt. Đó. Mà diễn được thì sẽ thành công. Mà thành công thì sẽ có nhiều người theo. Cái gì tụng bé lên thôi. Yasuo thông thạo rồi, này thông thạo 15 rồi. Thích cái gì cũng bé lên thôi. Bé lên thôi. Thích bé lên thôi. Mình thích thì mình vẽ lên thôi. Mình thích thì mình mua thôi. Bây giờ mình thích thì mình mua đất mắt thôi. Cái pha đó tôi nhờ có mana tôi mới giết được mấy ông đó đó. Cái pha dưới đây nè, không là hết mana là chết, tôi chết trong ma xe rồi. Vừa có mana chặn đường gió các kiểu anh ti. Hên vãi đá luôn. Pha đó mà không có mana là xác định hành sinh này không về. Lên cái năng lượng đó có ba. Ông mấy ông không biết quýnh mấy ông không biết chơi Yasuo rồi. Lên cái năng lượng để có mana anh ti. Không có lên, không có lên, không lên cái này là xíu là không có mana để anh ti. Mấy tôi farm không? Nhờ có mana mà farm không cần về luôn á. Chứ không lên cái nước mắt này là không có mana để mà đi farm, đúng không? Bắt buộc là phải lên, tại vì mấy ông chơi con này nhiều là mấy ông phải biết. Còn những ông nào không chơi con này thì thôi tôi nói cũng đâu có hiểu đâu. Mấy ông mới chơi Liên Minh à? Mới chơi Liên Minh lâu như tôi nè, không biết lên được cái gì như thế này. Ôi đông thế mà ơi. Vô ăn Blue nữa, lấy thêm 10% cooldown với Hồng Anna nhanh nữa. Sự bam skill liên tục, quy liên tục, tường gió liên tục. Đó, nhờ có mana mà we air liên tục luôn, anh thấy không? Nó gọi là hả, cái đó là một nghệ thuật bí quyết đánh Yasuo đó vậy á. Mấy ông chơi Yasuo nó phải lên nước mắt như tôi nè, xíu đồng đồng win danh luôn, win danh 10 cái luôn. Thiệt, win danh 10 cái luôn. Hai tay win danh luôn ấy chứ. Quánh một game một là từ win danh 1 lên win danh 5 luôn, lên win danh 6 luôn, win danh 7 luôn cũng được. Đó, con có mana là chém hết, không thấy không? Tao là linh sơ một mình tao chấp hết đó, một đâm là chết, một đâm là chết.
À, dừng chơi không sợ mưa rơi không? Có nước mắt rồi, rơi sẵn rồi. Hết hồn rồi. Đứng rồi. Đứng. Năm mươi cho cái cặp 100 gì đó đâu. Anh đi làm nháy không? Phát ra đá, ông vợ ngủ người yêu ông làm cho đủ tôi. Cái này thiệt tình. Ông không có... Không đủ lộn người rồi. Yasuo chơi thuốc mana ghê nhỉ? Yasuo là chơi thuốc mana quá. Được có 290 mana sao lấy được. Con này mới mua luôn lên nước mắt. Đồ tôi lên kiếm ma. Tôi lên kiếm ma luôn rồi đó. Mà còn không có mana nữa mà skill là mới không biết rồi. Tôi xíu tôi lên cái giả hương nữa thì thôi. Má cái giả hương nó là giết hết. Không, mấy ông thấy tôi farm không? Giết hết. Tàn sát võ lâm, thay trời làm bậy. Rồi em đi về anh đánh nè, mù mắt tôi thiệt. Yasuo lên nón hả? Yasuo này ai mà lên nón? Yasuo này biết lên gì không? Xíu nó không thấy, tôi lên một món. Không chưa bao giờ thấy ai lên luôn. Có sự chim Henry mới có lên được cái gì. Sao không cần nữa nhỉ? Lên cái cùng cung này cung hết. Lên cùng cung là ba lóc. Ông này em đánh hắc não tôi kìa. Tự nhiên lên cái này xong bán nó cũng kỳ kỳ đúng không? Nhưng mà phải bán mới lên được cái này. Đó. Thấy một pha hả? Highlight, Yasuo. Anti đồng hồ cát trên trời. Thách anh lên cùng cung. Tôi mà lên cùng cung được là hả? Tôi bây giờ nè, giờ chơi không? Tôi mà không lên cùng cung được là mấy ông bút cu tôi chơi không? Còn tôi lên được thì hả? Tôi bút cu mấy ông. Anh chơi không? Giờ tôi mà không lên được thì nó bú cua tôi. Không là dám chơi không? Dám chơi liền. Ủa mấy ông chưa thấy lên Yasuo cùng cung à? Mấy ông chưa thấy Yasuo là hồ cá à? Rồi. Giờ quá phí một đời giờ chơi liên minh luôn. Người làm chó hưởng đủ. Tôi còn cái đồng hồ cát nữa nè. Má vô kịp làm gì hết chơi nguyên mẹ được chứ. Ông nào cày thê cứ inbox Facebook anh dưới cho tôi nha.